Xin chào các khán giả của Đèn Đỏ Cinema. Thu hút được đông đảo sự quan tâm cũng như nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, từ Little Mermaid 2023, phiên bản live action của tác phẩm kinh điển Nàng Tiên Cá chính thức được công chiếu trên toàn cầu từ ngày 26 tháng 5. Hãy cùng chúng mình đánh giá xem liệu Ariel cùng Nàng Tiên Cá có tiếp tục nối gót sự thành công của phần lớn các series live action nhà chuột không nhé. Đầu tiên về nội dung phim, có thể nói phiên bản này bám khá sát với phiên bản hoạt hình gốc năm 1989, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ để câu chuyện thêm phần logic và có sự phát triển hợp lý hơn. Có một điểm mình cảm nhận thấy sự khác biệt rõ ràng so với phiên bản hoạt hình năm 1989, đó là Ariel đánh đổi giọng hát để đến với thế giới loài người không chỉ vì tình yêu với hoàng tử Eric mà còn là vì niềm ao ước muốn được khám phá thế giới ấy. Phần mở đầu, tức là trước khi Ariel biến thành người và lên bờ, chúng mình cảm thấy khá dài dòng và có hơi buồn ngủ một chút vì chỉ đến khi Ariel có được đôi chân và đến với thế giới con người thì mạch phim mới thật sự có những chuyển biến nhanh và rõ rệt, khiến người xem mới bắt đầu có thể bắt nhịp với nhịp phim hơn. Lý do chính của những cảm nhận về sự dài dòng này, theo chúng mình có thể đến từ cả những lý do khách quan và chủ quan từ phía người xem. Khách quan, đó là phim đã lồng ghép đến những 3 trên tổng số 7 soundtrack nhạc kịch được hát chỉ trong khoảng 1/3 thời lượng phim. Bên cạnh đó, thời lượng mỗi bài hát khá dài. Các bài hát mình mong chờ như Under the Sea hay Poor Fortunate Souls của Ursula cũng không đạt được như kỳ vọng, nên vô hình chung khiến cảm xúc khi xem bị dàn trải và cảm thấy quá dài dòng. Cùng với đó, một lý do có vẻ hơi chủ quan, đó là có lẽ vì đã biết trước nội dung nên khán giả phần nào muốn nhanh chóng được xem những diễn biến khi Ariel có được đôi chân và sống trên mặt đất và hành trình chinh phục trái tim hoàng tử Eric hơn là phần giới thiệu dẫn dắt với nội dung vốn đã quen thuộc và không hề được làm mới ở đầu phim. Hình ảnh và kỹ xảo vẫn luôn là một điểm mạnh của Disney khi chuyển thể các tác phẩm kinh điển. Từ đại dương xanh thẳm với bạt ngàn các dạng san hô sắc màu đến mặt nước biển cuồn cuộn sóng với những trận cuồng phong trong đêm mà chiếc thuyền của Eric và các thủy thủ bị thiêu rụi, tất cả đều khá mãn nhãn. Màu sắc của phim cũng là điều cần phải nói tới. Ngay từ khi trailer được tung ra, mình đã cảm nhận được sự khác biệt về màu sắc so với phiên bản hoạt hình. Nếu phiên bản hoạt hình năm 1989 đầy màu sắc tươi sáng, rực rỡ, phù hợp dành cho thiếu nhi, thì phiên bản live action năm 2023 lại là một gam màu tối, lạnh và trầm hơn rất nhiều, phần nào thể hiện được chiều sâu của phim và nhân vật, với những khó khăn và đấu tranh mà Ariel, hoàng tử Eric và cả vua Triton phải trải qua. Cũng là về mặt hình ảnh, nhưng là vấn đề mà được hầu hết dư luận quan tâm và bàn luận trong suốt thời gian qua, đó là tạo hình của Ariel. Cá nhân chúng mình thấy rằng, không chỉ riêng Ariel mà hầu hết tất cả các nàng tiên cá trong phim đều được tạo hình một cách khó hiểu và không thật sự đẹp mắt. Gắn mác một tác phẩm reimagine, tuy nhiên sự làm mới hình ảnh này lại có phần hơi quá đà. Dù nhà sản xuất hoàn toàn có thể sử dụng những tạo hình khác giúp diễn viên thể hiện được nhân vật tốt và phù hợp hơn. Ariel với mái tóc dreadlock sơ rối, bù xù che lấp hết khuôn mặt, nhất là lúc cô vừa mới lên bờ. Bờ môi nhợt nhạt và tổng thể quá già dặn so với một thiếu nữ ở độ tuổi 16. Các người chị của Ariel, các nàng công chúa đại diện cho các vùng biển cũng được biến hóa với những bộ trang phục và chiếc đuôi loe loẹt, diêm dúa đến nhức mắt. Minh chứng là khán giả trong rạp mình xem đều bật cười khúc khích và thậm chí còn cười hơi to mỗi khi có những cảnh quay hay chi tiết tình cờ lộ ra khuyết điểm về tạo hình của Ariel cũng như là các nàng công chúa. Và bật mí cho các bạn là trong phim có một cảnh mà nhìn nàng tiên cá Ariel nấp sau tảng đá, ngóng chờ hoàng tử, trông nàng lại khá đáng sợ và hơi kinh dị một chút nữa. Tất nhiên, những phản ứng đó không phải là thể hiện sự thô lỗ hay tiêu cực gì cả. Cái mình muốn nhấn mạnh ở đây là sai lầm của các nhà làm phim khi áp dụng cho các diễn viên những tạo hình không phù hợp với nhân vật và cả nội dung phim nữa. Bên cạnh đó, đúng như dự đoán, bộ ba Sebastian, Flounder và Cuddle luôn là chủ nhân của những miếng hài chính trong phim. Là những quân sư và trợ thủ đắc lực của Ariel trong hành trình đi khám phá trần gian và chinh phục trái tim hoàng tử.
nhưng những khoảnh khắc vô tri và tấu hài của bộ ba này dường như không giúp ích gì được cho nàng công chúa, mà toàn là đem đến cho khán giả những trang cười sảng khoái. Đặc biệt, người lồng tiếng cho chú mông biển Scuttle chính là nữ diễn viên gốc Á Awkwafina. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng sự hài hước nhí nhảnh trong giọng nói và cả màn bắn ráp như vũ bão trong phân đoạn bộ ba này đánh thức Ariel dậy, Awkwafina cùng chú mông biển Scuttle đã trở thành một điểm nhấn ấn tượng của phim. Xem đến đây, chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy The Little Mermaid 2023 khá hoàn hảo và không tệ như tưởng tượng đúng không? Tuy nhiên, phim vẫn còn một vài điểm trừ khá lớn mà mình vẫn cần phải điểm qua. Đầu tiên là về màn buff sức mạnh và hao quang nhân vật chính quá đà của hoàng tử Eric, khi thậm chí anh chàng còn tự bơi xuống đáy đại dương để chiến đấu với phù thủy Ursula. Quan sát bối cảnh thì có vẻ trận chiến này diễn ra vào ban đêm, sau khi lặn xuống tận đáy đại dương như một nhân ngư thực thụ để chiến đấu với phe ác, hoàng tử vẫn còn sức và tự bơi về bờ biển vương quốc của mình vào sáng ngày hôm sau. Dẫu biết, phim được xây dựng dựa trên truyện cổ tích và phiên bản hoạt hình nên có nhiều chi tiết phi thực tế. Tuy nhiên, việc bê nguyên những tình tiết này lên một phiên bản live action lại khá buồn cười. Cùng với đó, một chi tiết cũng khá sát với bản hoạt hình, đó là chuyển biến tâm lý của vua Triton. Từ việc phản đối Ariel mộng mơ được sống với thế giới loài người, cho đến khi đi đến quyết định tặng cho cô con gái út đôi chân để có thể tự do bay nhảy. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một phân đoạn ở gần cuối phim, giống hệt với phiên bản hoạt hình. Theo mình, với phiên bản truyền thể này, nhà chuột hoàn toàn có thể đi sâu hơn nữa để xây dựng và phát triển tâm lý vua Triton khi đi đến lựa chọn rời xa Ariel, hơn là lại để nhân vật này, vốn phản đối kịch liệt việc Ariel tiếp xúc với con người, bỗng chốc lại đưa ra một quyết định có phần bộp chộp như vậy. Một điểm cuối cùng là về diễn xuất của các diễn viên. Khác với những lời tung hô về diễn xuất của Halle Bailey khi có thể cân cả phim, mình chỉ cảm thấy màn thể hiện của Halle chỉ dừng lại ở mức ổn, nghĩa là vừa đủ, chưa đem lại cảm giác dở tệ nhưng cũng chưa phải là xuất sắc. Thậm chí ở phần đầu phim, một vài biểu cảm về các sắc thái cảm xúc của Ariel như sự bất ngờ, sợ hãi, bất mãn còn hơi non và chưa được tới lắm. Đặc biệt là các phân đoạn bộc lộ sự lo lắng, tò mò lại thể hiện hơi quá và cũng chưa phù hợp. Tuy nhiên, càng về nửa sau của phim, Halle đã có sự tiết chế và thể hiện linh hoạt hơn khi lột tả thành công sự bỡ ngỡ lần đầu có đôi chân, lần đầu được tiếp xúc và sống như con người của Ariel. Các diễn viên chính khác như hoàng tử Eric, phù thủy Ursula hay vua Triton mình đánh giá là khá tròn vai. Hoàng tử Eric trên phim thậm chí còn có tạo hình đẹp hơn nhiều so với các hình ảnh được nhà sản xuất tung ra trước đó. Nhân vật này cũng mang vẻ phong trần, lãng tử, được xây dựng với một câu chuyện riêng đã được lý giải ngay trong phim, là việc anh được nhà vua và hoàng hậu nhận nuôi, cũng như có sở thích được phiêu bạt khắp đại dương để khám phá các vùng đất mới. Nhìn chung, đây vẫn là một bước đi khá an toàn của Disney với dòng phim truyền thể, đó là bám sát nguyên tác, gần như không có thay đổi gì trong câu chuyện phim. Điều duy nhất tác phẩm này phá vỡ nguyên tác có lẽ là về tạo hình của Ariel, điều đã gây tranh cãi trong suốt thời gian vừa qua và cũng là lý do mà nhiều khán giả phản đối việc Disney sản xuất phiên bản này. Tạm gác lại những lùm xùm xung quanh thì đây vẫn được coi là một tác phẩm đáng để trải nghiệm, đặc biệt là với những ai vốn là fan của những nàng công chúa Disney. Còn bạn, hãy cho chúng mình biết ý kiến và cảm nhận về live action của tác phẩm kinh điển này dưới phần bình luận nha. Đừng quên like, comment, subscribe và bật thông báo để ủng hộ các video sắp tới của Đèn Đỏ Cinema nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.